Chào các bạn. Tác phẩm hôm nay tôi giới thiệu cho các bạn mang tên là Thế giới một thoáng này. Tác phẩm này là của David Grissom. Nó được xem như là một cái lược sử của nhân loại từ thời khái lượng đến cái thời Internet. Nhưng mà tôi cho rằng cái nói như thế là chưa đủ. Thế giới một thoáng này ông được dẫn đi từ cái thời đại hình thành nên vũ trụ cho tới khi có nhân loại và đến khi nhân loại phát triển thời đại này. Nên gọi nó là đại sử của vũ trụ gọi là phù hợp hơn là chỉ nói về cái lịch sử của nhân loại. Khi mà Bill Gates đọc tác phẩm này, ông đã có những nhận xét như thế này nè. Tôi đã trở thành một sinh viên đầy háo hức của David Grissom lần đầu tiên khi theo dõi bài giảng đại sử của ông trên đĩa DVD. Vì thế tôi rất vui mừng khi thấy sự trình bày mang tính khai sáng của ông về lịch sử thế giới được cô đọng lại trong những tiểu luận này. Tôi hy vọng là cuốn sách sẽ đưa một lượng độc giả lớn đến với nhà khoa học và nhà giáo tài năng này. Thế thì bạn hiểu, ngay cả Bill Gates cũng đánh giá rất cao cái tác phẩm này cũng như là cách trình bày của ông, thì tôi nghĩ bạn cũng xứng đáng để dành thời gian đọc tác phẩm này. Và trước tiên chúng ta cũng cần nên biết đôi điều về tác giả. Ông David Grissom này là một giáo sư lịch sử tại Đại học Macquarie ở Sydney, nước Úc. Ông là đồng sáng lập viên đề án đại sử cùng với Bill Gates. Và năm 1989, Grissom bắt đầu giảng khóa đầu tiên về đại sử, một lĩnh vực liên ngành giải thích về lịch sử khởi đầu của vụ nổ lớn, hay là gọi là Big Bang đó. Và công việc của ông đã thu hút cái sự chú ý của Bill Gates thông qua một bài giảng trên video mà được Teaching Comedy phát hành. Ông là tác giả của bản đồ thời gian nhập môn về đại sử. Tác phẩm này đã đoạt giải sách của Hiệp hội Lịch sử Thế giới vào năm 2004. Và ông cũng đang viết về cái bộ sử của vùng Trung Á. Ông cũng là tác giả của một loạt các tác phẩm như là Nước của sự sống, Vodka và xã hội Nga trước thềm giải phóng, Bánh mì và muối, một lịch sử xã hội và kinh tế về thực phẩm và thức uống tại nước Nga. Ông cũng đã phát biểu về đại sử tại TED Conference, đó là hội nghị công nghệ, giải trí và thiết kế mang tên là Technology, Entertainment, Design, diễn đàn kinh tế thế giới và trên báo cáo của Copper của chương trình Comedy Central. Tác phẩm này có tổng cộng là 3 phần lớn. Nếu bạn nói luôn cả cái phần đầu tiền sử thì là 4 phần. Phần thứ nhất đó là tiền sử, tức là trước sự khởi đầu của hành tinh trái đất của chúng ta hay tất cả những hành tinh khác trong vũ trụ, thì điều gì đã xảy ra trước đó. Đây là phần tiền sử. Rồi tới phần những buổi đầu, tức là cái kỷ nguyên hái lượm của con người, cho đến cái sự tăng tốc là cái kỷ nguyên nông nghiệp của con người. Và rồi tới thế giới chúng ta là kỷ nguyên hiện đại. Nếu bạn yêu thích về lịch sử, bạn là những người đã từng nghiên cứu về lịch sử, thì tôi nghĩ rằng bạn đã đọc tác phẩm này, đặc biệt các giáo viên đang dạy lịch sử, bạn càng cần phải đọc tác phẩm này. Bởi vì nó cho bạn một cái nhìn thoáng qua nhưng rất là rõ nét về một bức tranh lớn của vũ trụ, của hành tinh và đặc biệt là thế giới của con người, nơi mà ông tập trung khá nhiều những cái nghiên cứu sâu về từng thời kỳ trong lịch sử của con người. Tác phẩm này có một điểm đặc biệt nữa, đó là ngoài việc ông trình bày bằng một cái lịch sử của vũ trụ và nhân loại, thì ở phần cuối ông có hai cái phụ lục đặc biệt. Phụ lục thứ nhất nó chính là cái việc ông chỉ ra rằng sử dụng cái cuốn sách của ông mang tên là Thế giới một thoáng này á trong các lớp học về lịch sử ở phổ thông hay đại học như thế nào thì nó đạt được hiệu quả cao nhất. Nghĩa là tác phẩm này không chỉ là một tác phẩm bạn có thể đọc để mà thưởng thức hay là để mà nâng cao cái hiểu biết của mình về lịch sử nhân loại, mà có thể dùng nó để có thể giảng dạy cho các thế hệ học sinh, sinh viên ở trong trường. Vậy cho nên tôi nói là đây là tác phẩm rất là hữu ích đối với các giáo viên đang dạy lịch sử hiện nay. Ngoài ra ở phần phụ lục B á, thì ông chỉ ra cái sự phân kỳ trong lịch sử thế giới như thế nào. Thì bạn hình dung thế giới chúng ta, thế giới cái nhân loại, nó không có phải có những cái sự phân kỳ rõ nét như thế là hết giai đoạn này thì tới giai đoạn khác, nghĩa là nó có một cái sự phân chia rất là rõ ràng như thế, mà lịch sử là một cái dòng chảy liên tục của nhân loại. Nó giống như là một dòng nước chảy và bạn cắt cái chỗ nào ra đi để mình phân loại từng cái giai đoạn một, nó không hề là chuyện đơn giản, vì nó sẽ đụng đến nhiều cái vấn đề khác về cái góc nhìn về cái sự phát triển của nhân loại như thế nào vậy nhân, thì nó nhiều ý trong đó. Vậy thì nên cái cuốn sách này nó không chỉ là một cái tác phẩm mà bạn có thể thưởng thức hay nâng cao hiểu biết về mặt kiến thức lịch sử, bạn có thể dùng nó để có thể giảng dạy cho cái thế hệ mai sau. Nên Thế giới một thoáng qua là một cái tác phẩm về lịch sử rất hay mà tôi nghĩ là các bạn nên đọc qua, vì nó
cho bạn một cái bức nhìn, một cái bức tranh tổng thể về toàn bộ lịch sử của con người cũng như cái thời tiền sử trước khi con người ra đời nó như thế nào. Thực sự là thú vị. Bạn nên dành thời gian để đọc tác phẩm này nhé. Cho dù là bạn có thể chưa có yêu thích lịch sử đi nữa, bạn đọc tác phẩm này xong bạn sẽ yêu thích về lịch sử con người. Và bạn cũng sẽ tự vấn cho chính bản thân mình cái câu hỏi rằng rồi tương lai của nhân loại sẽ đi về đâu. Chúc các bạn thưởng thức tác phẩm này một cách thú vị nhé.